em có bao giờ những kỷ niệm xưa, hai đứa chung một đường đưa đón đưa. Nhà em đầu sớm lao thương, nhà anh một mái danh siêu, qua năm năm tháng dài giàu. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Hiện tại thì Bùi Hồ đang có mặt tại một cái đám ớt. Và ngày hôm nay thì Bùi Hồ quay trở lại thăm hoàn cảnh của ông Nhất. Thăm ông Nhất thì không có lại nhà nhiều, mà thường xuyên ông Nhất phải ở ngoài đồng để mà làm thuê làm mướn cho người ta. Ngày hôm nay thì ông Nhất làm cái công việc đó là bẻ ớt mướn. Ông Nhất làm cũng từ sáng giờ rồi, cũng nhân dịp là ra giải cứu cái đám cải của ông Sáu với lại bà Sáu, cô bác quý anh chị. Thì cũng sẵn tiện đây ghé thăm ốc Nhất luôn. Cũng đã một năm qua rồi. Một năm qua rồi kể từ ngày mà ốc Nhất được tất cả các cô chú quý anh chị Mạnh Thường Quân hỗ trợ giúp đỡ để sửa sang nhà cửa, rồi lo cho ông cụ cũng như là hỗ trợ cho anh Cường hết bệnh, rồi hỗ trợ để mà lo việc mai táng cho mẹ mình. Nhận được rất là nhiều sự yêu thương của tất cả cô chú anh chị quý Mạnh Thường Quân, mà người ta thường hay gọi ông Nhất là một đứa con có hiếu. Thật ra thì lo lắng nhất là sau khi giúp đỡ thì những người được giúp đỡ thì không cần kiệm làm ăn nữa. Nhưng mà đối với ông Nhất và tất cả những hoàn cảnh mà Bùi Hồ giúp đỡ, đa số là có một cái điểm chung á, dù cho nhà cửa có khang trang rồi nhưng công việc làm thuê làm mướn vẫn tiếp tục chứ không có bỏ bê nha cô bác anh chị. Chào ông Nhất. Chào ông Nhất. Bao lâu rồi không gặp nhau? Cũng quá lâu, cũng gần cả năm. Cả năm nay gần cả năm rồi không thấy qua. Thấy Cưng đi qua chỗ khác hoài đó. Dạ. Đâu thấy Cưng rảnh đâu đi qua đây chơi. Dạ. Ớt này là hái bao nhiêu 2 kg hay là 2 ngày? Cái này mình bẻ ngày á. Ngày nhiêu? Ngày 160. Ngày 160 nói chuyện gì ông chủ có lao? Không, nào ngay cũng như là bình thường thôi. Một ngày 160.000. Trái nhiều hay trái ít thì mình cũng lãnh 160. Không, mình lãnh cũng như là tới giờ là mình hết giờ là mình bẻ hết giờ mình nghỉ. Nếu như mà trái ớt này á, nếu như mà mướn 2 kg á thì sẽ sợ hư mấy cái bông này nè. Tại 2 kg á một số người sẽ tranh thủ thái nhanh giật ra. Nhận cái này. Còn 2 ngày nè. Cái ớt này mùa này có giá cô bác anh chị, 35-38.000 đồng 1 kg. Đó, có giá. Đó. Nhưng mà trồng ớt này rất là cực nha. Cực kỳ cực công luôn đúng không Nhất? Đúng mà cực dữ lắm. À, trái ớt này to đùng không? Trái ớt này trái ớt trái bự bự tốt quá. Ông Nhất là nhớ là từ ngày mà ông Nhất được đưa lên cộng đồng mạng thì đến thời điểm này là bao lâu chưa? Ông biết cái này là cũng như giáp năm rồi nè. Giáp năm rồi. Giáp năm rồi nè. Cái như bẻ ớt này là biết giáp năm rồi đó. Ông Nhất có nhớ lại cái cảm giác lần đầu tiên mà em với Bùi Hồ với mấy anh em mà ra ghi hình cái cảnh ông Nhất mà hái ớt mà trời mưa đó ông Nhất? Một năm rồi. Ông biết nhớ, đúng rồi, hiểu biết nhớ kỷ niệm là Bụi Hồ qua mà cái đám mưa mà đang bẻ mà bị mưa đó, dầm tàn đám mưa bẻ luôn đó. Đúng rồi. Là cái tháng này nè. Đúng là một tháng mưa luôn. Đúng rồi. Là một cái tháng mưa, là cái tháng này là mưa dầm nè, là đứng ngoài mưa bẻ nè. Sở dĩ Bùi Hồ và Ông Nhất nhớ gần một năm vì biết sao không cô bác quý anh chị? Sau khi Ông Nhất được Mạnh Thường Quân hỗ trợ các nhà nè, được hỗ trợ mua xe nè, được hỗ trợ tiền cho ông cụ nè, được hỗ trợ cho anh Cường có một cái cuộc sống riêng tư, trở lại cái cuộc sống bình thường như mọi người khác, thì Ông Nhất còn dư ra một cái số tiền 70 triệu đồng làm sổ tiết kiệm Ông Nhất ha. Và đây đến thời điểm chỉ còn vài ngày nữa thôi là gần đến cái ngày để Ông Nhất rút cái tiền lãi của cái sổ tiết kiệm ra để trang trải cuộc sống hàng ngày. Hoặc là không rút cái này Ông Nhất sẽ làm chồng lên Ông Nhất ha. Và Ông Nhất với Bùi Hồ sẽ Bùi Hồ tại Ông Nhất thì không có biết chữ gành, Hồ sẽ hướng dẫn hỗ trợ cho Ông Nhất đi đến ngân hàng Ông Nhất ha. Đây. Sáng nay ăn gì đi làm? Sáng nay hả? Ông biết mua ổ mì thịt. Ổ mì thịt hết nhiêu tiền?
không có 10.000 bạc. Ngày trước á là toàn là ăn bánh cam, không bây giờ bánh là cam. Làm nhiều tiền cái lên bánh mì thịt. Tiền cái lên mì thịt lại. Đúng không? Đúng rồi. Đúng rồi. Giờ ăn được ăn có sức đang đang bẻ. Ăn có sức để bẻ. Nhưng mà đúng thấy rồi. Cuộc sống của mình bây giờ như thế nào nhất có thể chia sẻ. À, nào ngay với cũng cảm ơn cô chú anh chị, cuộc sống biết giờ khỏe rồi. Ừ. Khỏe rất là nhiều. Ừ. Không có sợ gì nữa trơn. Giờ bị mặn lên thì cũng nhà cũng che mưa che nắng đầy đủ hết trơn rồi. Ừ. Giờ chỉ mình mặn chỉ là ăn thôi. Ừ. Nhưng mà 160.000 thì đối với ông nhất á là ở quê á, nếu như mà xài cần kiệm thì ngày khoảng chừng 50.000. Đúng không? Đúng rồi, chính xác vậy đó. Ông biết ăn cũng gói ông biết cũng ở quê này á. Lắm. Vui đó, sướng lắm, có được gái nè. Cái đám dưa leo kê bên có à. Lại gặp ông chủ xin vài trái là cũng trang nước tương là cũng được rồi. Đúng rồi. Mua chừng 4 chén dịch là để mà kho ăn với dưa leo trang nước tương là cũng đủ qua ngày rồi. Đủ qua ngày, cái gì cũng qua ngày hết. Nó rất là dễ. Ớt này thì Út Nhất đâu cần mua đâu, chỉ cần bỏ vô túi vài trái là được rồi. Vài trái là thấy ăn thấy mẹ. Ở đây là người dân nông dân họ sống cuộc sống rất là thoải mái, tình làng nghĩa xóm có nhau. Ví dụ như Út Nhất làm thì thậm chí là mấy chủ ớt hoặc là chủ cà hay là chủ dưa leo á, người ta cho một bịch đem về nữa đúng không nhất? Có như bẻ cái người ta cho mình đó. Ừ. Cái mình đem về mình có ăn. Bầu bí đao rồi người ta cũng có cho nữa đúng không? Có. Cho này kia nhưng mình bẻ gì người ta cho mình nấy. Đó, cô bác anh chị thấy không? Nên đúng nhất đâu lo gì nữa đâu. Giờ không có lo gì nữa hết trơn. Đúng rồi. Dạ. Đúng nhất giờ không có lo gì nữa trơn, giờ khỏe nhiều rồi. Bây giờ khỏe lắm rồi. Khỏe rồi. Ông chủ la. Hả? À, bây giờ là cuộc sống bây giờ là ổn định rồi đúng không? Ổn định nhiều. Di chuyển thì cũng có xe rồi. Ừ. Rồi có ông cụ thì cũng có chị Mai cũng hỗ trợ nữa rồi. Chị Mai hỗ trợ, nó không biết cái này khỏe nhiều rồi. Dạ, ông Nhất chỉ còn lo mình cho ông Nhất nữa thôi. Chứ không có còn ai nữa thế. Giờ ông Nhất kia lo một cái thứ duy nhất là ông Nhất sau này lập gia đình nữa thôi cả nhà. Đúng không? Đúng rồi. Bây giờ nhìn cho ngay camera cho ngưng khoảng 1 phút 30 giây cho cô bác quý chị nhìn gương mặt coi có mập mạp lên không, nhìn thấy trắng ra nha, hàm răng cũng được hỗ trợ là chị Quỳnh ở Sài Gòn quận 3 hỗ trợ nha. Rồi đẹp đẹp ra mà đúng không, bây giờ gương mặt hồng hào không có xuống sắc giống như ngày xưa nữa. Ngày xưa xuống quá xuống. Ngày xưa xuống quá xuống. Ngày xưa xuống nó đi rồi. Cái lúc mà bà cụ bệnh đó là Út Nhất lo lắng mặt xanh xao hết, ai cũng quan tâm hết á. Hôm nay Út Nhất ơi, muốn thông tin với Út Nhất vậy nè. Thứ nhất là thông tin Út Nhất là tiền lãi gửi tiết kiệm là chuẩn bị mình được rút ra mình sử dụng. Út Nhất có làm gì làm ha. Thứ hai là ngày mai này á là sẽ có nhổ cải để chuyển lên Sài Gòn và giải cứu cái đám cải của ông Sáu bà Sáu. Thì Út Nhất có đồng hành với em để mà đi qua nhổ hỗ trợ phụ không? Có, Út Nhất cũng nói về Sáu, nói cũng như là cũng qua phụ tiếp bà Sáu, hỗ trợ tiếp bả, tội nghiệp bả. Qua cái cơn bả hoạn nạn này kia đó. Nhưng mà ngày mai là làm tiếp rồi có lấy tiền không? Không, Út Nhất đó là từ thiện cho bả đây, kiểu như bả quá lỗ rồi. Út Nhất thấy bả cũng tội đó, thâu kệ cũng như là giải thoát bả cho qua cơn hoạn nạn bả đợt này đi. Giải cứu chứ gì giải thoát. Giải cứu bả qua cái cơn hoạn nạn này cho bả. Cho quá thấy rồi. Ngày xưa mà nhớ Út Nhất hát cái bài Hai Mái Nhà Tranh đúng không? Ừ. Vâng, ở cái cũng đám ớt mưa nè. Bây giờ hát em nghe coi. Cho cô bác anh chị. Mày Út Nhất hát bài Hai Mái Nhà Tranh. Rồi ok. Dạ. Tạm ngưng một phút ngưng hái học chứ thôi. Vừa hát cũng được mà. Em có bao giờ những kỷ niệm xưa, hai đứa chung một đường đưa đón đưa. Nhà em đầu sớm lao thương, nhà anh một mái danh siêu, qua năm năm tháng dài dầu. Mấy năm cách biệt chú mình gặp nhau, em bắt anh đến nụ không biêu em, đợi em cài tóc cô dâu, cùng anh làm đám cưới màu, đời buồn sao quen ước mi. Nhưng nay thôi đã hết, hết thác rồi,
kỷ niệm chỉ là áng bay mờ thôi. Bao năm xa cách bây giờ gặp nhau, hai đứa ngỡ ngàng nhìn nhau, nghe lòng nức nở vẫn đau. Em níu những bài chính tỏ cùng anh, đâu phải bây giờ lòng tôi xót thêm. Thì thôi hãy có quên đi, chuyện xưa này nhắc khơ chi, đừng đợi sao quen ương mi. Ok. Bây giờ thì ngày xưa cô bác anh chị biết không, một năm về trước á, Út Nhất hát á là không có dám khom xuống như vậy, vì lúc trước sợ gớt cái hàm răng giả, đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Hỏi sao Út Nhất hát mà lâu lâu cái tay Út Nhất là phải đụng cái hàm răng. Út Nhất nói là sợ gớt cái hàm răng giả. Bây giờ thì cái giọng hát nó chắc hơn rồi, đậm đà hơn rồi, mặn mà hơn rồi, đúng không? Đúng rồi, nó hơi ấm hơn chuyện trước. Hơi ấm hơn hả? Lúc trước là răng cỏ chưa đều, cỏ nó không có đều đó, nó ghè hết. Vậy là gần hết tiếng rồi, 9 giờ mấy rồi đúng không? Nào ngay coi như gầu mới được lên cơ. Chắc cỡ 11 giờ mấy mới có xong. Sáng ăn ổ bánh mì vậy thì sáng ăn ổ bánh mì rồi đó. No không uống nước? No dững rồi, giữ cái uống ly nước đó. Đem nước theo cái đồ uống vô cái nó dững nè. Bẻ tới gán tới 11 giờ cho gầu cho người ta nè. Ớt này hái mấy ngày? Ớt này có ngâm buổi sáng là gầu rồi, người ta đâu có cho mình bẻ buổi chiều. Buổi chiều lái nó không có căng. Vậy hả? Tranh thủ. Vậy là 160 là sáng nay, là ngày nay mình chỉ làm được 80 thôi hả? Ngày nay cũng như làm bẻ không, ngày nay chắc được 100, tại vì ngày nay mình bẻ lú giờ nè. Có nghĩa là mình sẽ bẻ tranh thủ cái buổi sáng đúng không? Bẻ mình tranh thủ buổi sáng đó, thì cũng như là 12 giờ thì mình tính tới 12 giờ. 11 giờ mình tính 11 giờ. Cũng như 3 ngày bẻ ngày. 3 ngày trống hả? 3 ngày trống cái bẻ ngày vậy đó. Ngày nay làm được 100. Ngày nay ông biết cái kiếm 100 ngàn được. Hết hai ớt á thì chuyển sang làm cái công việc gì? Như ớt xong á, cái đầu thì tự nhiên cần có xiên đó hen. Ừ. Cái đầu chiều khỏe cái mình vô trong đó mình nhổ ba cái có mực đó. Ừ. Có mực trong đó cái nhổ đem chặt phơ. Ừ. Bán. Bán. Ký nhiều nhất. Út Nhất bán nào ngay cũng mấy chị cũng ủng hộ đó, nào ngay Út Nhất bán cũng được có mực cũng được 20 ngàn ký. Còn cho đẻ thì 8 ngàn. Cho đẻ là cái cây tên thuốc nam đó là Diệp Hạ Châu á. Cây nè cái này nè cưng nè, cây cho đẻ nè. Diệp Hạ Châu. Đó là nó đó, là Út Nhất hái nó đó. Bây giờ có thêm cái nghề khác rồi ha. Có cái nghề đó là tỉ ngay chiều trống cái xiên đó. Ừ. Cái đầu quay là cái mình đi nhổ ba bảy cái đầu nắng nè. Phơi. Khi nào mình chặt ra phơi đó, để trên sàn cũng mấy ba hũ tắm kìa. Vậy hả? Để đó cũng như có ai bán mua cho ai. Cũng như mấy chị này kia cũng ưa điện đó. Ừ. Rồi cứ biết gỡ shipper ra. Ừ. Rồi cái đầu tới ngoài nhận hàng cái chị mấy chị điện. Ừ. Vậy. Một bao vậy là nhiêu tiền? Cũng như một bao vậy thì nào ngay mấy chị có khi cho 300-400. Dạ hả? Có khi 300-400, có khi 500 vậy đó. Mấy chị là xem kênh quen đó, đúng không? Xem kênh quen cái mấy chị bán hỗ trợ đó. Ừ. Cái đầu chuyển shipper ra ngoài cái chị phải gửi tiền về. Ừ. Vậy là làm ăn cũng được quá chứ. Nào ngay cũng như trời, cũng như có cái đó thì nào ngay nó đỡ nhiều khỏe. Đúng rồi. Mấy trái ớt mùa này trúng dữ lắm. Ớt mùa này nào ngay nó trái nó trái gọi là trái nó tròn có ký á cô bác anh chị. Nhìn dễ thương á. Trái nó lúc này dễ khác nè. Ông cụ sao rồi? Cha hiện giờ ông khỏe nhiều rồi. Giờ ông khỏe nhiều rồi, giờ ông cũng như bình thường lại từ đầu. Dạ. Tuổi cao sức yếu mà. Nên là nữ là bệnh hoạn là chuyện không thể tránh khỏi không nhất ha. Đúng rồi, y gan. Ngày nào cũng như ông sống ngày nào hay ngày nấy. Chứ giờ lớn tuổi rồi, chín mấy rồi còn gì nữa. Anh Cường là ăn cơm với Út Nhất hay là sao? Nào ngay với còn như trong nhà đó, với còn cũng như là nuôi hai còn Cường với anh Tú đó. Anh Tú nó cũng ở ngoài này nè, đâu có về trỏng đâu, chiều cái nó ăn cơm xong rồi nó về. Sáng nó ra ngoài này nè, nó mò ốc ăn cơm nước rồi xong rồi cái đầu nó đi mò cái chiều nó về trỏng. Gì đó.
Ở ngoài nó không có chịu. Ngày nào cũng đi mò hết. Anh Cường có hỗ trợ cho Nhất gì không? Cường á hả? Hỗ trợ làm cái này kia á. Thì nào ngay cũng như cái lúc mà nhổ mà mình thấy như nhổ mà viết giác lên không nổi đó. Ừ. Kêu nó ra nó vô bao đó, nó giác tiếp. Ừ. Nó phụ lên tiếp rồi nó chặt rồi kêu nó ở nhà đó kêu nó phao giùm. Ừ. Vậy là cũng được ha. Được, nhờ nó có cái như mưa gió đó. Ừ. Như biết đi mặn mưa gió cái đầu ở nhà kêu nó đậy lại coi hô là kêu nó coi nắng rồi banh ra giùm. Cơm là Út Nhất nấu. Cơm thì 5 giờ là Út Nhất đi mặn như giấc này là Út Nhất nấu sẵn trơn nè. Ừ. Cái làm đồ ăn sẵn rồi cô biết đi làm lên gì nè. Ừ. Rồi cái đầu lên nó đói thì nó ăn trước, còn Út Nhất thì xong lên mới lên ăn. Ủa đồ ăn là làm sẵn buổi sáng luôn làm hả? Làm đồ sẵn buổi sáng hết trơn đó, như chiều Út Nhất đi chợ đó. Ừ. Rồi cái đầu quay lại cái đầu làm đồ ăn sẵn gì đó rồi nấu cơm chín rồi anh em nó muốn ăn gì nó ăn, rồi Út Nhất đi làm lên Út Nhất mới ăn. Thường là ngày đồ ăn cả ngày luôn nhưng là khoảng nhiêu tiền? Ủa biết mua giờ nhậm như 60, 70 vậy đó. Ừ. Rồi cái đầu ăn như ngày vậy đó. Ừ. Mấy anh em ăn vậy đó. Ừ. Mình ăn gói ghém lại thì đây rau củ thì đâu có tốn đâu. Không, ba cái đồ rồi đó Út không có sợ. Rau. Ừ. Gác ở đây thì mấy bà chị cho ăn thôi à. Lâu lâu là mình... leo này kia. Lâu lâu là mình mua thịt thôi đúng không? Ừ, lâu lâu của thịt ít Út cũng ít có mua. Ừ. Út mua bậy bạ cá này cá kia vậy đó. Dạ. Ở đây là ở miền Tây, miền sông nước á, mùa này lại nước lên rồi, cá cũng nhiều, với lại cá cũng rẻ. Nên là nữ là mình mua một hai con cá lóc hay là gì cũng dễ không nói cá cũng rẻ rồi. Dạ. Yeah. Ừ đúng rồi, cái này cá cũng rẻ. Chủ yếu là mình qua ngày mình làm việc để mình tích lũy tiền lợi tiền bạc lại. Có nhiều người nói là sau khi được giúp đỡ rồi Út Nhất đi chơi không lo đi làm. Út Nhất giải thích Út Nhất. Ừ, cái đó cũng như là Út Nhất dễ gì cái vụ mà đi chơi là Út Nhất không có đi chơi đâu. Ừ. Chỉ là muốn kiếm Út Nhất thì ra cồn gặp. Chứ không có vụ mà ở nhà đâu mà kiếm. Đúng rồi. Ai kiếm Út Nhất thì ra cồn là chắc cứu đó. Đúng rồi. Sáng chiều gì hả kiếm là ra cồn. Dạ. Chứ ai nói Út Nhất mà đi chơi đâu. Ừ, Út Nhất dễ gì cái công việc Út Nhất làm là không bao giờ cỡ nào cũng không có... cũng phải đi làm cho người ta đấy. Dù có hàng trăm triệu cũng đâu có nghỉ đâu. Không có nghỉ, giờ 1 tỷ Út Nhất giờ cũng không có ấy nữa. Ừ. Cũng không có nghỉ được. Chỉ sợ mất việc làm thôi. Tại vì công việc Út Nhất là Út Nhất phải giữ. Dạ. Ừ, cái máu của mình phải giữ chứ không có vụ khơi khơi được. Không giữ rồi mai mốt lo đi chơi được giúp đỡ rồi lo đi chơi. Rồi khi nào người ta ghét người ta không kêu với đó rồi cưng còn chết lớn nữa. Út Nhất thường hay nói ngay lúc đó treo cái mỏ lên. Ừ, y gan với đó là treo cái mỏ lên đọt cây. Đúng không? Cái đúng rồi, phải giữ mới có sức, ủa mới có mặn được chứ. Đúng rồi. Chứ đâu có vụ mà lừa khơi khơi người ta ghét người ta không kêu thì cưng còn chết lớn. Đúng rồi, sau khi được giúp mọi người nói thay đổi này kia á. À. Nên thành nữ là không có đâu nha cả nhà. Biết cỡ nào cũng đi mặn hết trơn. Vừa nói chứ cái tay bẻ giỏi lắm. Ừ, biết cái nó nói chứ không phải công việc của người ta mình mặn bẻ mướn người ta mình cũng phải gán làm mới được. Người ta cũng bỏ tiền ra người ta bỏ tiền ra ta mướn mình mà mình làm khơi khơi người ta ghét người ta không có kêu. Ừ. Ngộ vậy đó mà mướn nó cũng phải có cái. Lát ông chủ vô trước ra trừ còn lại 70 nè. Trời nó hết rồi. Trời cái lúc mình đang quay giờ ông trước lại cũng được nữa. Chứ giờ làm sao giờ? Trước thì cũng phải chịu nữa. Ừ. Hỏi nào cũng trước rồi lát em mét. Ừ, kệ trước thì trước đi chứ làm sao giờ? Ông chủ nói là làm không lo làm lo hái ướt. Ừ. Ôi lo hát. Lo làm không lo lo hát hoài. Thôi thì cũng để cho Út Nhất hái cô bán cái chuyện nãy giờ cũng mấy chục phút rồi. Để cho Út Nhất tập trung để làm cho nhanh. Út Nhất ơi, có muốn nói lời nào với cô chú quý anh chị quý Mạnh Thường Quân không? Út Nhất cũng quá lâu rồi cũng cảm ơn trước Nhất cũng Mạnh Thường Quân với trong nước ngoài nước với cảm ơn mấy chị rất là nhiều quá lâu rồi không có hỏi thăm mấy chị. Hôm nay có dịp hồ ra thì Út Nhất cũng cảm ơn mấy chị rất là nhiều Mạnh Thường Quân. Ừ. Trong nước ngoài nước Út Nhất cảm ơn hết. Để sau khi mà đến hạn để mà rút lãi á thì bưu hồ sẽ hướng dẫn cho ông Nhất đi vô rút lãi luôn thôi cô bác của anh chị. Lúc đó sẽ quay cho cô bác của anh chị biết về ngôi nhà của ông cụ luôn. Còn ngày mai này thì bưu hồ sẽ sang sẻ những cái clip mà nhổ cải á chuyển lên xe cho cô bác của anh chị biết luôn ha. Còn bây giờ thì chắc có lẽ xin chào và hẹn gặp lại cô bác của anh chị ở video clip sau. Xin chân thành cảm ơn quý
Mạnh Thường Quân với nhà hậu tâm rất là nhiều ha. Chào Út Nhất ha. Rồi cảm ơn Út Đồng Tháp với Bụi Hồ rất nhiều. Bụi Hồ. Bụi Hồ rất nhiều. Phụ Hồ. Thế là Bờ Hồ. Rồi, vậy thôi Út Nhất ha. Rồi, cảm ơn.